Sau khi thay cảm ứng mới vào thì mình sẽ calibrate lại. Rồi, ok, thành công rồi đó. Nó không có lỗi là thành công. Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay em nhận thay cái màn hình cảm ứng của Siemens. Cái cũ của nó bấm chỗ ăn chỗ không. Rồi, đây là cái LCD nè. Đây là cái bo chính. Rồi, tiến hành lắp cái tấm cảm ứng mới vào. Cái công đoạn này là làm rất là tỉ mỉ nha cả nhà. Phải canh cho nó ngay góc, nó đều cái góc với nhau. Nếu không thì mình để vô cái keo nó dính lại là không có gỡ ra được. Rồi, sau khi thay cảm ứng mới vào thì mình dán cái panel mới luôn. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, chờ nó lót chương trình. Rồi, khởi động lên ok rồi đó.